Xin chào các bạn, mình là Khánh Vy và các bạn đang theo dõi Vì Vocab. Đây sẽ là video 1000 từ vựng tiếng Anh từ nhà ra phố để chúng mình tha hồ nâng cao vốn từ vựng và tăng khả năng giao tiếp tiếng Anh mỗi ngày. Trong video này mình muốn gửi lời cảm ơn tới Skin Aqua, nhãn hàng chống nắng giữ ẩm mỗi ngày đã đồng hành cùng với Vocab. Còn bây giờ thì 3, 2, 1, let's get started! Tỉnh dậy. Get up. Dậy. Sit up in bed. Ngồi dậy trên giường. Yawn. Ngáp. Stretch. Kéo giãn cơ thể. Có nên ngủ nướng thêm một tí nữa không nhỉ? Ngủ nướng là sleep in. We usually sleep in on Sunday mornings. Ngày hôm nay mình nghỉ, thế chắc là mình sẽ ngủ nướng thêm một tí nữa. I have a day off, so I better sleep in. Nhưng mà thôi, không ngủ nướng nữa đâu. No more. Các bạn là một người cú đêm hay là một người thích dậy sớm buổi sáng và làm việc buổi sáng? Cú đêm gọi là night owl và một người thích buổi sáng là a morning person. I am definitely not a morning person. I am a night owl, 100%. Good morning! Bàn chải, toothbrush. Kem đánh răng, toothpaste. Đánh răng, brush your teeth. Chải tóc sáng sớm nào, brush my hair, comb my hair. Và uống một cốc nước nữa, drink a glass of water. Ăn tối là gì? Have dinner. Ăn vặt là gì? Have snack. Thế câu I've been snacking all day có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình ăn đồ vật cả ngày rồi, bây giờ phải ăn thứ khác không? Giỏi, kim gì đi ạ? Thế nói là hôm nay buổi sáng tôi ăn với bánh mì gối nói gì? I have toast for breakfast. Đúng rồi, I had toast for breakfast. Ăn đi con, ăn đi. Thường thường mình ăn sáng càng sớm sau khi mình thức dậy thì nó sẽ càng tốt hơn cho sự trao đổi chất. The sooner you eat breakfast after you wake up, the better it is for your metabolism. Bye bye. Gấp chân ga gối đệm sau khi ngủ dậy là make your bed. Có một câu quote rất là hay đó là if you want to change the world, start off by making your bed. Ý nghĩa của câu nói đấy có nghĩa là nếu như bạn muốn làm cái điều gì lớn ấy thì bắt đầu từ những cái điều nhỏ trước đã. Đây là cái gối gọi là pillow. Mình rất là dễ ngủ, mình chỉ cần đặt đầu vào gối là mình muốn ngủ luôn. I will be asleep as soon as my head hits the pillow. Rồi, còn đây là cái chăn hay là cái mền nó gọi là blanket. Blanket. Mình có một thói quen, mình thay ga giường vào mỗi cuối tuần. I got in the habit of changing my sheets every weekend. Đó, đơn giản thế thôi. Mặc quần áo sẽ gọi là put on clothes, wear clothes, get dressed. I often get dressed after having a shower. Bộ này áo này gọi là crop top, áo crop top, quần là jeans, quần bò. Đây. Tank top, trousers, pants, dress, jacket, shirt, pleated skirt, tuck in your shirt, slim vào, tuck in my shirt, zip up your jacket, kéo khóa lên, em không thể kéo khóa xuống, help, I can't unzip my jacket, side pocket, hai cái túi bên này gọi là side pocket, side pocket, cái túi quần đằng sau gọi là back pocket. Đầu tiên đó là những cái cốc nước sử dụng được nhiều lần và chai nước của mình. Những cốc nước sử dụng nhiều lần là reusable cups. Cái chai nước sẽ là water bottle. Bởi vì mình rất là hay đi uống nước ở ngoài cho nên là mình phải mua những cái này để tiết kiệm tiền và hạn chế dùng nhựa, bảo vệ môi trường. We can help save the environment starting with the water bottles and the reusable cups. Cái từ reusable cups nó khó đọc thật sự luôn nhưng mà thôi các bạn cứ coi như thế đi nhá. Và mình cũng rất là nghiện Starbucks nữa cho nên là mình sẽ phải mua cái chai nước này khi mà chúng ta nghiện một cái gì đó thì chúng ta có thể nói là I'm having a Starbucks obsession. Obsession. Và nghiện cái gì thì nó cũng rất là đau ví tiền, so là it's hard on the wallet. It's hard on the wallet. Đồ yêu thích tiếp theo trong nhà đó là hai bạn này khi nào cũng ở trong phòng ngủ của mình mới cảm thấy kiểu nó đầy đủ ấy. Đây là cái bạn nào mà bóp bóp mềm mềm thích thích ấy thì sẽ gọi là squishy, squishy. Còn bạn này là teddy bear, chú gấu bông làm pilot phi công và mình được tặng squishy teddy bear.
tiếp theo vật yêu thích đó là bộ sưu tập túi tote của mình, my collection of tote bags. Cái này chỉ là 1/3 thôi, mình còn có rất nhiều trong tủ nữa. Ngày xưa mình toàn đọc là tote, túi tote, cho đến khi có người sửa cho mình là tote bags. Ok, tote, tote bags, động từ còn có nghĩa là mang đi, carry something, they have to tote the textbooks around, tote bags. Cho nên nó cũng có nghĩa là cái túi này là túi mà chúng ta có thể mang đi, đựng cái gì đấy mọi lúc mọi nơi, làm gì cũng được, tote bags. Đây cũng là một item mình rất yêu thích trong nhà, là một cái hộp quà mình được Skinawa tặng, Hello Sunshine. Lúc đầu mình mở ra thì mình nghĩ là kem chống nắng, nhưng mà không, nó còn một điều đặc biệt nữa, đó chính là nó là một hộp quà âm nhạc, Music Box. Đây là bài hát có nắng mang về của ca sĩ Hoàng Dũng và chị Châu Bùi. Kiểu nghe xong cái tinh thần của mình nó sảng khoái hẳn luôn, kiểu lift your mood, boost your mood, improve your mood during the pandemic. Trời nắng sẽ tô má em bên lòng, vì cho yêu em khiến anh bên lòng, thương cả bầu trời nắng. I'm in a good mood today. Mái tóc buồn lụt ấy. Sau kiểu ở nhà khi nào chán, mở hộp quà lên, bật một chút nhạc thì đúng là tinh thần nó phấn chấn hơn hẳn luôn á. Và khi nào nói là hôm nay tâm trạng mình tốt đó nha, I'm in a good mood today, I'm in a good mood today. Mình chuẩn bị đi ra ngoài đường, và trước khi ra khỏi nhà hay là khi ở trong nhà, chúng ta vẫn nên thoa kem chống nắng đầy đủ. Với kem chống nắng body thì mình sử dụng em Skinawa Clear White Outdoor Plus. Bạn này thì có SPF 50+ và PA 4+, tức là chỉ số chống nắng cực kỳ cao luôn, nên rất là yên tâm. Rất là kháng mồ hôi và kháng nước, như họ viết là extra water and sweat resistant. Cho nên là các bạn hoạt động ngoài trời, các bạn đi du lịch thể thao gì cũng ok là hết luôn. Thoa vào thì rất là mát, it feels cool upon application. Và còn có cả HA giữ ẩm nữa. Mình rất là hay đọc các thông tin ở trên bao bì, đằng sau bao bì ấy, kiểu use for face and body, dùng cho mặt và body, nhưng mà mình thì hay dùng cho body hơn. Và mình còn rất là hay thử đóng PVC nữa. Oh, the sun! What's wrong? I don't have any sunscreen. How about Skinawa with watery capsule technology for the long-lasting UV protection? So what are you waiting for? SPF is your BFF. Skinawa, sữa chống nắng cho mọi nhà. Về mặt thì trước lớp make up này mình đã sử dụng em Skinawa Clear White lớp màu vàng này rồi. Em này mình làm lót lớp trang điểm nhẹ tênh, rất là ok la, duy trì ẩm ok la, kiềm dầu ok la hết và rất là thoáng da. Đặc biệt là bạn này thì sẽ không gây kích ứng cho làn da của mình, bởi vì là không paraben, không cồn, không chất tạo màu, không hương liệu, không dầu khoáng, cực kỳ yên tâm mà dùng. Có lưu ý của bạn này nữa đó là các bạn phải lắc đều trước khi sử dụng. Như họ còn nói là shake well before using. Và chỉ số SPF vẫn là 50+ và PA 4+ trong nắng đỉnh. Còn cái bạn này nắp màu hồng cam Mild Care Gel, dành đặc chế cho da nhạy cảm luôn. Vì mình tin là dù làn da của mình có như thế nào thì mình vẫn nên thoa kem chống nắng đầy đủ và thường xuyên. Cái này là daily use for face nha. Cho nên là hết kem chống nắng này, thiếu kem chống nắng này thì cứ mạnh dạn mua Skinawa như mình đang sử dụng nha. Mình khuyên thiệt, mình nói thiệt. Don't forget to lock the door before going out. Đeo khẩu trang, wear mask. Có một cụm nữa đó là I'm home và I'm at home. I'm home tức là khi người ta gọi điện cho ai đó để thông báo rằng mình về nhà rồi nhá. I'm home, còn bảo là I'm at home thì kiểu mình đang ở nhà nhá. Đi thang máy sẽ là take the elevator. Đi cầu thang bộ sẽ là take the stairs. Which one do you prefer? Of course, taking the elevator. Nói tóm lại là get in the car hay là get on the car. Ngày xưa mình rất là hay bỏ rồi cái này cho tới khi mình nghe được một cái mẹo. Đó là mình sẽ dùng get in cho những cái phương tiện nào mà chúng mình chỉ ngồi ở trên đấy thôi, như kiểu xe ô tô, xe taxi, get in the car, get in the taxi. Mình sẽ dùng on, get on cho những cái phương tiện mà mình đi đứng lại ngồi ở trên cái phương tiện đó nó rộng hơn, như kiểu là tàu, thuyền, get on the bus, get on the train, get on the plane, get on the ship, get on the boat. Trời ơi, mới nhổ răng xong nói đau quá. Oh my god. Đây là giờ cao điểm, rush hour. The rush hour traffic is slow. Giao thông giờ cao điểm chậm và tắc nghẽn lắm luôn. Ra ngoài chạy mấy việc lặt vặt là run errands, lái xe đi làm là drive to work. Mình biết việc này chưa hẳn là sự lựa chọn tốt nhất trên môi trường, nhưng mà nhà mình xa nên mình đành phải vậy à. Dù cho nắng gì nắng dữ vậy trời má ơi. The weather today is boiling. Thời tiết hôm nay nắng nóng như chảo lửa. It's a hot sweltering day. Hôm nay nắng nóng kinh hoàng.
Nói như này là mình ra mồ hôi như sối luôn á. I sweat a lot. I sweat buckets. Úi, có cây xương rồng đáng yêu trên này. Em xương rồng là cactus. Thôi vào nhà đi nghe mời. Fan có nghĩa là fan hâm mộ, cũng có nghĩa là quạt cho bản thân mình. I'm fanning myself with a newspaper. Cũng có nghĩa là cái quạt, a fan. Buộc dây giày là tie my shoes hoặc là tie my shoelaces. Xong. Mình đang đi mua suất ăn The BTS meal của McDonald's, đang nổi đình đám. Đói quá. Mọi người cũng đang đợi đến lượt đây. Có ăn rồi anh em ơi. Ping 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 ping. But safety first. Use hand sanitizer. Dùng nước sát khuẩn tay đã nhá. Ok là. Đầu tiên chúng ta có a refreshing ice cold Coca-Cola. 10 piece chicken nuggets, medium fries, dip the fries in the sauce, chấm khoai tây chiên vào sốt, ngon ạ. Sau đây chấm gà, tasty, worth the hype, xứng đáng với lời ca tụng. Nhưng mà đau dòng quá anh em ơi. Khi mà order món người ta sẽ hỏi ăn đây hay mang đi ạ, for here or to go, cho em mang đi nhé ạ. To go please, thank you. Mấy cái tòa nhà này này, hay có mấy cái văn phòng cho thuê. Văn phòng cho thuê sẽ là office for lease, office for rent. Hiệu thuốc đi trên đường sẽ là drugstore, pharmacy. Một trong hai từ đấy. Theo như mình tìm hiểu thì hai từ đấy nó dùng luân phiên nhau. Nhưng mà drugstore thì nó kiểu bán nhiều loại thuốc hơn. Ngoài bán thuốc kê đơn thì còn bán rất nhiều sản phẩm nữa. Còn pharmacy thì đơn thuần là một cái hiệu thuốc. Nhưng mà mình cũng chưa bao giờ sinh sống và làm việc tại Mỹ cả, cho nên mình cũng không biết là mọi người sẽ dùng như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mình sang đấy mà mình hỏi drugstore hay là pharmacy thì mọi người cũng đều hiểu đúng không? Nếu mà các bạn biết thêm thông tin gì thì các bạn có thể comment ở phía dưới cho mình nha. Thank you. Mỗi ngày khi thấy bản thân mình được sống trong điều kiện vô cùng đầy đủ, mình cảm thấy vô cùng may mắn và biết ơn tới lực lượng tuyến đầu chống dịch đang hy sinh thầm lặng, nỗ lực và đóng góp hết mình trong cuộc chiến chống COVID-19. To our frontliners, thank you for putting your health on the line to keep our community safe. It is your strength that makes our country so great. We pray for you and your families every day. Thank you for everything. Việt Nam, cố lên!